Nhìn rất là bắt mắt.
giao tiếp mở rộng như sau. Đầu tiên là phía thân bên trái của máy sẽ là một khóa máy ở phía ngoài cùng đây ạ. Cổng USB Type-C, một loại cổng đa năng giúp kết nối được với nhiều các thiết bị ngoại vi khác, tốc độ trích xuất dữ liệu cực nhanh. Bên cạnh đó chính là một cổng USB 3.0. Đây là cổng HDMI, các bạn có thể làm việc với một màn hình lớn khi kết nối với TV qua cổng HDMI này. Bên cạnh đó là cổng VGA, kết nối trực tiếp với máy chiếu, hỗ trợ các bạn trong quá trình báo cáo, thuyết trình công việc. Và đây là cổng mạng LAN. Vâng, công nghệ mạng LAN của chúng ta thuộc hàng Gigabit nên các bạn có thể lướt web rất là mượt mà. Và bên cạnh đó chính là jack cắm tai nghe. À xin lỗi các bạn, đây là jack cắm nguồn. Vâng, máy cũng tương đối mỏng. Phía thân bên phải của chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ và một jack cắm tai nghe. Đây là cổng USB 2.0 và không thể thiếu một ổ đĩa DVD. Khá là tiện ích nếu như bạn muốn học ngoại ngữ hoặc chúng ta có thể dùng để cài Win. Chiếc máy của chúng ta được trang bị loại pin liền 3 cell với thời gian sử dụng là từ 3 đến 4 giờ. Nhìn chung là thời gian sử dụng pin tương đối dài. 4 nút cao su giúp cố định máy trong quá trình làm việc. Và đây là loa ngoài 2.0 với công nghệ âm thanh Sonic Master thường thấy của Asus. Vâng, các bạn quan sát tổng thể máy một lần nữa, có thể nói được rằng là chiếc máy của chúng ta có cấu hình tương đối mạnh mẽ, kết hợp với phong cách thiết kế rất là lịch lãm và sang trọng này, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Và để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào website ankan.vn hoặc tới địa chỉ 210 Đại Hải để tư vấn trực tiếp.